Lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Đuổi bàn. Đuổi bàn. Cho anh thêm cái này. Anh kia đuổi. Đi chặt lắm. Chặt đâu? Rồi. Rồi, đó, người góc để. Ra định sang kia ngồi. Đấy. Ra định sang kia ngồi. Rồi. Có số anh kiên vứt đi vứt sầm bỏ hết cái này ra đi mẹ cỏ mà mẹ đi ra để cắm điện thoại dạ thì là mấy phần trăm sập của chị mạnh đang kia ngồi đứng ở sao là quả có à cái ổ như kia hai bước sang đây ta bảo anh kia bảo 12 người luôn gì Chuẩn bị đo cái này rồi nè em
đi em ơi, 100 lấy mấy cái sạc trên đấy, cắm lấy hết cái sạc ở đây, lấy hết cái sạc chân vuông xong rồi đấy, chân tròn treo cái đi, treo treo cái chi không vớ phản gì. Ơi cầm mấy, cầm mấy sai, cầm mấy cái, cầm để làm một cái này thôi. Rồi đó, chú thấy cả cái bụng bạn ra đó. Đi một lại ra để cần cơ sở. Mày làm cả sáng mấy mấy vậy là cô một. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu các bạn. Bảo không nghe cái đấy chuyện đấy. Đấy, nhắc vào đây, nhắc vào đây, ngồi được hết còn. Chuyển cái này ở đâu? Đây, chuyển cái này nè, đây, treo lên đây nè, đây. Đã bật cầm lên. Ô xin lỗi, cắm cái củi kia cắm vào dưới cái đây này, cắm vào dưới cái củ này này nó chắc. Rồi đói đói rồi đói, cắm vào đây đói thì không không lấy đốt mạnh cái dây kia ra để cắm vào để sau sạc pin này đó, lấy cái dây đỏ đây dứt mẹ ra một cắm cái treo game để cái giường thôi, không tô bòn được. Cái món là tô xú của bố ra. Đó, chơi cắm nó vào cái lõi này. Đó, nó sạc đi, nó dễ đi. Chịu đê, đê. Ôi đi bẹ chứ xe. Nóng cả. Đi cái mẹ. Đây cái này này. Đi ở kia đẩy họ. Đi anh chiếm dọn hết mấy cái người phân đấy. Ở đó hay là ở kia đây đến sao xả nó giật tụi mẹ đi. Không, đã bảo để ra đi cắm sạc rồi. Thế giờ, tìm ngủ đi, cắm sạc, cắm đi đâu. Chỗ này nó cứ tới đâu mà.
Có cái chi mà nè mới cầm một vé cái mẹ giờ để bố để cháu cắm sắp cắm nó sắp bì cái thịt mẹ đúng rồi là anh này nó bất tử mình đã cho một con